Rồi hello, xin chào tất cả mọi người đã quay lại video tiếp theo của mình. Lại là mình đánh túc đây. Nếu ai còn chưa đăng ký kênh mình, cho mình xin một nút like cũng như một nút đăng ký để cập nhật những video, những cái dự án mới nhất mình chia sẻ. Đến cái dự án này thì mình hướng dẫn anh em nhận là 300 cái đồng này, có tên là tập tập này, mình gọi là tiếng Việt cho nó gọi là anh em dễ hiểu chứ, tập token. Tiếng Anh nó là pet tập mi này, mai này. Rope thì nó có chương trình Rope thì anh em cứ làm thôi. Thì anh em cố gắng làm con này làm nhanh nha, vì con này thì mình làm trên máy kia thì là nó báo là 4.000 đây, như anh em có thể thấy này, nó có nói là 4.000 lucky, 4.000 ví may mắn sẽ nhận được token 300 token tập thôi. Rồi không nói ni tinh nữa thì đường link con này mình có để dưới phần mô tả để cho anh em làm. Nhiệm vụ cũng đơn giản thôi, nó bắt anh em gọi là làm các bước join Telegram, trên Telegram các thứ rồi. Rồi khi anh em kích vào đường link ra giao diện như trên thì anh em start cho mình và nên hiện lên các bước cho em làm. Thì bước đầu tiên thì nó bắt em follow trên fanpage này, em kích vào để follow thôi. Rồi ấn nút bật mình. Rồi khi đến giao diện trên fanpage Twitter của nó thì anh em theo dõi này, cũng như là anh em kéo xuống này và thả nó vào team này, cũng như là anh em sẽ tweet lại cho mình, tweet lại này. Rồi tweet lại xong thì anh em quay sang tiếp tục chatbot cho mình. Join channel này, được chưa? Kích vào. Rồi, join này. Tiếp sau đó thì join group này, kích vào. Join này. Rồi, tiếp sau đó thì anh em có thể ấn check cho mình, được chưa? Rồi. Rồi, khi check xong thì anh em ấn join group cho mình, được chưa? Rồi. Như anh em có thể thấy là đây. Lúc kia muốn refiling. Anh sắp submit data cho mình. Dạ. Cái này thì token OTP tháng 10 nhỉ. Rồi đến tháng 10 thì là tháng 8 tháng 10 năm 2021 thì là nó sẽ ra drop, và cũng như là 11 tháng 10 thì nó sẽ phân phối token. Rồi, anh em làm các bước đầu tiên thì mình hướng dẫn rồi thì anh em đôn cho mình, được chưa? Và tiếp theo đó thì nó bắt anh em đọc username profiling của thằng Twitter, anh quay quay sang Twitter cho mình. Anh sẽ lấy cái profiling Twitter này. Rồi quay sang Twitter thì anh ấn góc trái màn hình cho mình nha. Rồi tiếp sau đó ấn hồ sơ này. Sau đó làm gì ạ? Sau đó thì anh em góc phải màn hình cho mình ba gạch, rồi ấn chia sẻ này. Rồi tiếp sau đó thì anh em sẽ sao chép cái URL URL ấy. Rồi anh vuốt sang một bên này, ấn sao chép này. Rồi ok, em quay sang em sẽ làm sao ạ? Gửi cho bot đi. Rồi ấn vào, dán vào gửi cho nó. Rồi tiếp sau đó thì nó bắt anh em nhập chỉ B20 BNB Smart Chain. Mình thường thường mình dùng ví chốt này. Rồi anh quay sang ví chốt lấy địa chỉ B20 này, hoặc anh em quay sang ví MetaMask cũng được, có tích hợp BSC này được này. Rồi anh em quay sang gửi địa chỉ ví cho nó để khi mà nó phân phối token này, phân phối token về ví của anh em, rồi gửi cho nó này. Rồi tiếp sau đó thì anh em có lên phần Binance cho mình. Dạ. Rồi như anh em có thể thấy là 300 đồng tập đây, được chưa? Top 400 red cơ. Rồi anh em có thể ấn withdraw cho mình. Dạ, đây đến tháng 11 thì phân phối token đây. À đến đúng 11 tháng 10 tháng 10 sẽ phân phối token. Và đây đường link để anh em giới thiệu bạn bè để kiếm thêm các token này. Anh em trong quá trình thao tác thì có thể làm sai thì anh em start làm lại, được chưa? Rồi, trong quá trình thao tác anh em có gì không hiểu thì comment dưới ID số trợ chào tất cả mọi người.